Bồ Đề Tâm. Những lời dạy về phát Bồ Đề Tâm như con đường. Vị thầy vĩ đại Padmacara là một lưu xuất của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã tu hành trong vô số kinh điển đại thừa. Ngài thương yêu tất cả chúng sanh như người mẹ thương yêu đứa con duy nhất. Hành động luôn vì lợi ích của người khác. Ngài là người dẫn dắt cứu độ tất cả chúng sanh trong sinh tử luân hồi đến Niết Bàn. Không cần phải thỉnh cầu, Ngài đều ban những hướng dẫn cho tất cả những ai đã được thuần hóa. Được phú cho lòng đại bi, Ngài là vị vua của tất cả Bồ Tát. Khi Ngài trụ trong động Sư Tử Thành tại Monkha, tôi, công chúa Tshobhyan của xứ Kachen, đã phát Bồ Đề Tâm, đặt hết tâm trí vào giác ngộ tối thượng, dâng lên một mandala bằng chất liệu quý báu đến vị thầy vĩ đại. Tôi thỉnh cầu: Ê Maho, đại sư, Ngài đã dạy phải trao dồi tình thương và lòng bi với mọi người. Điều quan trọng duy nhất trong giáo lý Mahayana là tu hành trong Bồ Đề Tâm. Vậy chúng con phải dấn thân vào tu hành Bồ Đề Tâm như thế nào? Vị thầy trả lời: Này Tashubhyan, nếu đi vào Đại Thừa mà không rèn luyện Bồ Đề Tâm, con sẽ rơi vào những thừa thấp. Thế nên điều cốt lõi là đặt tâm vào sự giác ngộ tối hậu và nỗ lực tu hành cho ích lợi của người khác. Vô số những giải nghĩa chi tiết về điều này đã ghi trong Sutra và Tantra của Đại Thừa. Khi Bồ Đề Tâm được giải nghĩa ngắn gọn theo những giáo lý này, nó được chia thành ba phần: tu hành bên ngoài, bên trong và bí mật. Tu hành bên ngoài về Bồ Đề Tâm. Công chúa Tshobhyan hỏi: Những phương pháp tu hành bên ngoài là gì? Vị thầy đáp: Có 12 điểm cho sự tu hành bên ngoài. 1. Cốt tủy của việc tu hành trong Bồ Đề Tâm. 2. Những phân chia của nó. 3. Định nghĩa. 4. Những đặc tính của hành giả. 5. Đối tượng để thệ nguyện. 6. Nghi lễ thọ thệ nguyện. 7. Lợi ích của tu hành. 8. Lý do tu hành. 9. Những thiếu sót của việc không tu hành. 10. Các giới luật. 11. Đường phân chia giữa mất và được nguyện. 12. Phương pháp phục hồi nguyện nếu bị tổn hại. Bà hỏi: Thưa, kính xin Ngài mô tả những điểm này. 1. Cốt tủy. Vị thầy trả lời: Cốt tủy của việc phát Bồ Đề Tâm là khát vọng đạt được giác ngộ vô thượng, cùng với nguyện làm như vậy để giải thoát tất cả chúng sanh khỏi sinh tử. 2. Sự phân chia. Kinh điển mô tả nhiều loại phân chia, nhưng tóm tắt có hai loại: Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh. Bồ Đề Tâm Nguyện là mong muốn làm lợi ích chúng sanh, nhưng chỉ một điều này thì không đủ. Điều quan trọng là thật sự dấn thân vào việc làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Những người có thành kiến và tâm vị kỷ rất khó phát sinh được Bồ Đề Tâm. 3. Định nghĩa. Định nghĩa Bồ Đề Tâm là sự khơi dậy trong bản thân hành giả một thái độ vị tha mà trước đó chưa từng xuất hiện. Những người không có sự tích lũy công đức thì không khơi dậy được thái độ này. 4.
những đặc tính của hành giả. Người thực hiện tu hành Bồ Đề Tâm phải có những đặc tính nhất định. Họ phải khao khát hướng đến giáo huấn Đại Thừa, không giống như Thanh Văn và Phật Độc Giác, phù hợp với đại trí tuệ. Họ hoàn toàn thoát khỏi sai lầm. Họ phải thọ quy y nơi vị thầy và tam bảo, và phải luôn cảm thấy thờ ơ đến những giáo huấn thấp hay sai lạc. Họ phải an định và dịu dàng một cách tự nhiên. Dân Tây Tạng thì thù địch với giáo pháp, những vị bộ trưởng thì tàn ác, nhà vua thì cả tin. Chỉ có một số ít người dễ tiếp thu giáo lý Đại Thừa. Tashobhyan, hãy thoát khỏi sự phân chia thù và bạn. 5. Đối tượng. Đối tượng con thọ Bồ Đề Tâm nguyện phải là người có nguyện Đại Thừa mà tâm Ngài tràn đầy tình thương và lòng bi. Ngài phải là một người không hành động vì lợi ích của Ngài dù chỉ trong một chốc lát, và giữ gìn giới luật không vi phạm. Trong thời buổi đen tối này, người ta sẽ rơi vào bàn tay của Mara, tức Ma Vương, nếu không đi theo một vị thầy đủ phẩm tính. 6. Nghi lễ. Nghi lễ thọ Bồ Đề Tâm nguyện như sau: sắp xếp bày biện nhiều phẩm vật cúng dường trước Tam Bảo vào ngày rằm hay mùng 8 trong tháng và năm Cát Tường. Hãy tỏ lòng tôn kính đến tăng đoàn, dâng cúng một tiệc Gana Chakra đến Diêm Đàm, tức bổn tôn riêng của hành giả. Làm nhiều cúng dường Tôm Ma, tức bánh bột, đến chư Dakini, hộ pháp và những tinh linh mạnh mẽ. Bố thí tất cả sở hữu của con để tích tụ công đức bao la. Vào chiều cùng ngày, dâng cúng phí tổn lễ nhập dòng cho vị thầy. Để tỏ lòng tôn kính vị thầy, người đệ tử nên tích lũy công đức nhờ phương diện của bảy thanh tịnh. Đặc biệt, con phải sám hối những hành động sai lầm như sau: hãy quán tưởng chủng tự A-H tại đỉnh đầu con. Nhờ dòng ánh sáng chiếu ra từ chữ A-H khiến đem tất cả chúng sanh vào sự giác ngộ của chư Phật và cúng dường đến tất cả đấng tôn quý. Nhờ phương tiện của ánh sáng thể nhập lại vào chủng tử A-H, thấm nhập cam lồ thành tựu của tất cả các đấng tôn quý, rồi tan hòa vào thân khẩu ý của con, thiêu đốt mọi hành động sai lầm và che chướng của con. Quán tưởng như vậy và niệm âm A-H 108 lần. Hãy quán tưởng ánh sáng chiếu từ chữ hung ở trung tâm của nguyện hữu tình, nơi giữa ngực vị thầy tan hòa vào thân khẩu ý của con. Nhờ đó, những hành động bất thiện của con được đốt sạch. Hãy nghĩ như vậy rồi niệm âm hung 108 lần. Sau đó là sự sám hối bằng lời. Hãy nhớ lại tất cả những hành vi bất thiện đã tích lũy từ luân hồi vô thủy, niệm với sự ăn năn bài sám hối này. Kim Cương Sư và tất cả chư Dipyahara, xin hãy lưu tâm đến con. Tập hội bổn tôn Diệp Đam cùng với quyến thuộc của chư Phật Hiền Minh và Phẫn Nộ, xin lưu tâm đến con. Các đấng chiến thắng trong mười phương cùng với con các ngài, xin hãy lưu tâm đến con. Các bà mẹ Dakini bảo vệ giáo lý cùng với các hộ pháp, xin hãy lưu tâm đến con. Trong sự hiện diện của các bậc xứng đáng được sùng kính, con ăn năn sám hối mọi nghiệp của hành động bất thiện đã tích lũy bởi năng lực của suy nghĩ sai lầm qua phương tiện của thân, khẩu, ý, qua sự vi phạm những hành động phi đạo đức và sai lầm, làm cho người khác vi phạm hay tùy hỷ khi họ vi phạm từ vô thủy cho đến hôm nay. Sau đó, kiên quyết không để hành động xấu gia tăng,
lặp lại bài khẩn cầu trên, kế tiếp đọc 3 lần. Đúng như các đấng Như Lai và các con của Ngài trong quá khứ, nhờ đời sống hoàn thiện xiển minh con đường và các địa Bồ Tát đã từ bỏ những hành động phi đạo đức và bất thiện, nên con ngay từ giờ phút này cho đến khi đạt tới cốt tủy của giác ngộ, con sẽ từ bỏ những hành vi bất thiện do suy nghĩ sai lầm. Con nguyện từ bây giờ trở đi sẽ kiềm chế chúng. Phát Bồ Đề Tâm Thực Tế có 2 phần. Phần đầu tiên dành cho người mới bắt đầu phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Tận đáy lòng người đệ tử nên khơi dậy thái độ suy nghĩ chân thành để cứu giúp tất cả chúng sanh trong luân hồi thoát khỏi biển khổ, con sẽ đạt giác ngộ vô thượng. Sau đó lặp lại 3 lần bài khẩn cầu này, với thái độ xem tất cả chúng sanh như cha mẹ của con, anh chị em, con trai và con gái, hoặc những vị thầy và đạo hữu của con. Con, từ ngay ngày hôm nay cho đến khi đạt được giác ngộ, con sẽ phát sinh ý định kiên cố giải thoát tất cả chúng sanh chưa được giải thoát. Con sẽ giúp vượt qua những người chưa vượt qua. Con sẽ giải thoát những người chưa giải thoát, và con sẽ an lập trong trạng thái vô trụ giác ngộ của chư Phật cho những chúng sanh chưa vượt khỏi đau khổ. Thứ hai, để phát Bồ Đề Tâm hạnh, hãy hình thành suy nghĩ: từ ngay lúc này và khi nào luân hồi còn chưa trống rỗng, không dám sao lãng dù chỉ trong một chốc lát, con sẽ hoàn thành hạnh phúc cho chúng sanh theo nhiều cách. Lặp lại bài nguyện trên, sau đó đọc 3 lần. Từ chính lúc này cho đến khi sinh tử luân hồi trống rỗng, con sẽ kiên trì phát nguyện kiên cố tu hành dần dần, thực hành và hoàn thiện 6 ba la mật và 4 phương tiện lôi cuốn, tức tứ nhiếp pháp. Đúng như chư Phật quá khứ và tất cả Bồ Tát nhờ cuộc sống mẫu mực hoàn thiện trong con đường và các địa Bồ Tát với những giới nguyện gốc và nhánh, con cũng sẽ tu hành và hoàn thiện chúng. Xin hãy xem con như một Bồ Tát. Bây giờ vị thầy nói hãy như vậy, và đệ tử nói lành thay, diệu nghĩa thay. Sau khi lặp lại bài trên 3 lần, hành giả đã đạt được giới nguyện. Để giữ giới nguyện được nguyên vẹn, từ lúc này trở đi, vị thầy nên chỉ dẫn giới luật cho đệ tử. Người đệ tử sau đó dâng lên một lễ vật và cúng dường rộng rãi để tạ ơn. Từ lúc đó trở đi, điều quan trọng nhất là hành giả tiếp tục phát khởi và tu hành Bồ Đề Tâm, giống như dòng chảy không gián đoạn của một con sông. 7. Những lợi ích. Những lợi ích của việc tu hành Bồ Đề Tâm mà con đã khai triển là như sau: vượt lên trên thanh văn và duyên giác, tức độc giác Phật, con được nhập vào hội chúng các hành giả đại thừa. Những cảm xúc phiền não, những hành động xấu và những che chướng, tất cả đều được loại trừ tận gốc rễ. Mọi hành động thuộc thân ngữ ý của con trở thành những nguyên nhân đầy ý nghĩa và sự tích lũy công đức bao la sẽ hoàn thiện trong người con. Con sẽ luôn được chư Phật, Bồ Tát và các đại hộ pháp quan tâm. Mọi chúng sanh sẽ thương mến con như thương chính con họ và thấy con đáng yêu. Con sẽ không bao giờ tách lìa khỏi giáo lý đại thừa. Tóm lại, con sẽ nhanh chóng hoàn thành những phẩm tính siêu diệt của Phật quả, thức tịnh giới giác ngộ chân thật và viên mãn. Những phẩm tính này là vô song, do vậy hãy kiên trì thực hành như vậy. 8. Lý do tu hành. Có thể đạt giải thoát một mình con là đủ, vậy tại sao con phải giải thoát tất cả chúng sanh khỏi luân hồi? Vì chúng sanh là cha mẹ của con,
món nợ của sự biết ơn của con thì to lớn không thể tưởng, nên con cần tu hành để đền đáp lòng tốt của họ. Lòng tốt của họ bao gồm việc hình thành cơ sở cho cuộc đời và hình hài con, nuôi dưỡng con từ bé bằng những thức ăn, đồ uống tốt nhất, chịu đựng mọi loại đau khổ và khó khăn vì hạnh phúc của con, yêu thương con hơn chính bản thân họ, xem con còn quan trọng hơn cả trái tim họ. Ngoài ra, họ đã cho con tài sản và của cải, dạy dỗ con, kết nối con với giáo pháp thiêng liêng, vân vân. Vì lòng tốt không thể tưởng của những bậc cha mẹ này, con phải giải thoát tất cả họ khỏi luân hồi. Vì tất cả chúng sanh đều có nguyên nhân căn bản, bản chất của giác ngộ, nên con cũng có liên hệ với họ một cách sâu xa, và vì vậy con phải giải thoát tất cả họ khỏi luân hồi. Tashovyan, nếu khao khát hạnh phúc chỉ cho một mình con sẽ không kết nối được với Phật quả viên mãn. 9. Những khiếm khuyết của sự không tu hành. Những khiếm khuyết của việc không tu hành như sau: rơi vào đẳng cấp thanh văn duyên giác, con gặp trở ngại trong việc đạt đại giác ngộ. Mọi hành động con thực hiện đều phù phiếm. Mọi công đức đã tích lũy trong quá khứ sẽ bị tiêu hao. Con sẽ bị những tinh linh luôn cản trở. Người khác sẽ xung khắc và không thích con. Tóm lại, những mong ước của con sẽ không bao giờ thỏa mãn, vân vân. Có vô số khuyết điểm như vậy. Tashovyan, thật khờ dại biết bao khi muốn làm người theo Đại Thừa mà không có Bồ Đề Tâm. 10. Những giới luật. Có hai loại giới luật để gìn giữ. Với những giới luật của Bồ Đề Tâm nguyện, con phải thường xuyên tu hành trong Bồ Đề Tâm với ý định không bao giờ được bỏ mặc chúng sanh. Bồ Đề Tâm nguyện sẽ hư hại nếu khi đã có ý định chối bỏ chúng sanh khác. Khi con nổi giận hay đánh người và để một ngày trôi qua mà không áp dụng phương cách đối trị, khi đã có ý định lừa gạt thầy tổ, huynh đệ kim cương thừa hoặc bất kỳ người nào xứng đáng được tôn kính, con lừa gạt họ mà để qua một ngày không áp dụng phương cách đối trị, con làm cho người khác hối tiếc về thiện căn bao la của họ đã tạo ra, mà đúng ra phải hoan hỷ chứ không phải tiếc nuối. Điều này xảy ra do con đã có ý định khiến họ cảm thấy hối tiếc. Con nói có những gì còn cao hơn thế này, điều này chưa tuyệt hảo. Bị thôi thúc bởi sân hận, con thốt ra một câu chỉ trích một Bồ Tát, bậc đã phát triển Bồ Đề Tâm. Không có lòng bi, con lừa dối chúng sanh khác. Năm hành vi này gọi là năm hành động lầm lạc. Nếu con để một ngày trôi qua mà không đối trị chúng bằng một giải độc, hãy từ bỏ những điều này vì chúng sẽ làm con mất giới nguyện. Tashovyan, con có thể bị tổn hại vì thọ nhiều giới luật mà không giữ được. Ngoài ra, đây là năm hành động con nên gắn bó. 1. Như một đối trị với sự biểu hiện sân hận hay đánh đập chúng sanh, con nên luôn an định dịu dàng và cố gắng giúp đỡ họ. 2. Như một đối trị với sự lừa dối người xứng đáng được tôn kính, con nên tận tâm chu đáo và không bao giờ nói dối dù bị mất sinh mạng. 3. Như một đối trị với việc gây cho người khác cảm thấy hối tiếc, hãy thiết lập tất cả chúng sanh trong đức hạnh dẫn đến đại giác ngộ của chư Phật. 4. Như một đối trị về việc chỉ trích người khác do sân hận, con nên tán thán những người theo Đại Thừa và xem họ như những vị thầy của con. 5. Như một đối trị cho sự lừa dối chúng sanh, con cần lấy tự tâm mình làm nhân chứng và với ý định thanh tịnh hãy đi theo những người kiên định. Gắn bó với những hành động này,
con sẽ là một người nắm giữ giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngay cả dù con sinh ra và làm người nữ. Thứ hai, những giới luật của Bồ Đề Tâm Hạnh sẽ được giải thích dưới ba điểm. 1. 10 điều bất thiện cần bỏ. 2. 10 hành động thiện là những đối trị. 3. 10 ba la mật để dấn thân vào. 10 bất thiện. Trong 10 điều ác, ba cái đầu tiên là hành động thuộc về thân: sát sinh, lấy những gì không được cho, và tà dâm. Sát sinh. Tính chất của sát sinh là các đức sự liên tục của đời sống. Có ba loại sát sinh được thực hiện bởi ba độc. 1. Sát sinh vì tham, bằng cách giết thú vật vì thèm thịt, da, vân vân của chúng. 2. Sát sinh vì sân, chẳng hạn như giết với ý định tàn ác. 3. Sát sinh vì si mê, có nghĩa giết không cố ý. Ví dụ, khi một đứa trẻ giết một con chim hay con kiến bằng cách giẫm lên. Chúng sanh không thoát khỏi ba độc thì không có hạnh phúc. Hành vi giết hại hoàn tất khi vi phạm bằng phương tiện có đủ bốn chi phần sau. 1. Ý tưởng dự định có trước: tôi sẽ làm việc xấu này. 2. Cố ý đi vào hành động và nỗ lực theo đuổi hành vi. 3. Hành động giết hại thật sự trải qua trong hành động. 4. Kết thúc bằng sự hoan hỷ với hành vi mà không hối hận. Kết quả của sự sát sinh xuất hiện trong ba cách. 1. Kết quả khi chín thì sát sinh vì tham, chủ yếu đọa vào cõi ngạ quỷ. Sát vì sân, phần lớn đọa vào cõi địa ngục. Sát vì si, chủ yếu đọa vào cõi súc sinh. 2. Quả của hành động nổi trội là bị hành động bất thiện lúc trước khống chế, sẽ bị nhiều bệnh tật, tuổi thọ ngắn nếu được tái sanh làm người. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là sẽ thích thú trong hành vi giết hại do tập khí trước. Tashovyan, vì thế chúng ta không nên phạm những hành động này. Kinh điển dạy rằng nếu nỗ lực từ bỏ những hành động này, con sẽ thoát khỏi quả khi chín. Quả tương ứng với nguyên nhân và quả nổi trội, do vậy con sẽ đạt được hạnh phúc dồi dào của trời và người. Lấy những gì không được cho. Tính chất bất thiện thứ hai của thân: lấy những gì không được cho là hành vi lấy những sở hữu của người khác làm của mình. Sự bất thiện này bao gồm việc lấy bằng vũ lực, ví dụ như ăn cướp vào ban ngày, lấy trộm như ăn cắp lúc không bị để ý, và lấy bằng sự lừa gạt, ví dụ như không trung thực trong việc cân đo lường. Tashovyan, người không bỏ tính tham sở hữu thì không có hạnh phúc. Cũng y như trước, hành vi này hoàn tất khi đủ bốn chi phần, và kết quả lại cũng là ba loại. 1. Quả khi chín sẽ rơi vào ba quải thấp, tùy theo mức độ hành động là lớn, trung bình hay nhỏ, đặc biệt sẽ bị đọa vào cõi ngạ quỷ. 2. Quả nổi trội là cho dù được sinh làm người sẽ nghèo khó và hay bị trộm cướp. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân, vì tập khí xấu được tích lũy trong tiềm thức nên trong những kiếp sau sẽ vui thích lấy những gì không được cho. Tashovyan, nếu con từ bỏ vi phạm những hành động này, con sẽ được ba kết quả ngược với những quả trên, như được sinh vào cõi trời, người, có nhiều của cải, vân vân. Tà dâm. Tính chất bất thiện thứ ba của thân: tà dâm là hành vi thực hiện giao hợp với một đối tượng dục vọng mà họ không có quyền làm như vậy. Khi phân chia, có những loại sau: 1.
không thích hợp cho một người bình dân giao hợp với người được sự bảo vệ của một vị vua như hoàng hậu. 2. Không thích hợp khi giao hợp với người bị luật pháp cấm đoán. 3. Ở Ấn Độ, không thích hợp cho việc giao hợp với người được cha mẹ bảo hộ, vì nam nữ khi chưa có gia đình riêng thì được bảo vệ bởi cha mẹ. 4. Không thích hợp để giao hợp với người được những nguyên tắc văn minh bảo vệ, nghĩa là việc ý là nỗi ô nhục như mẹ và chị em gái. 5. Không thích hợp để giao hợp với người được giáo pháp thiêng liêng bảo vệ, như vị phối ngẫu của guru, người đã thọ giới, vân vân. Người dâm dục không đi vào con đường giải thoát. Tashovyan, hãy áp dụng sự đối trị. Cũng có những lúc không thích hợp để giao hợp cho dù với người bạn đời hợp pháp. 1. Không thích hợp để giao hợp vào thời điểm không thuận lợi như ngày rằm, mồng 1 và mồng 8. 2. Không thích hợp để giao hợp ở một nơi không thích đáng như trước bàn thờ Tam Bảo. 3. Không thích hợp để giao hợp vào một chỗ không thích đáng như thực hiện theo cách của thú vật. Tashovyan, nơi người thường, những người không bỏ đời sống chủ nhà đều bị giam giữ trong nhà tù của ma vương. Như trước, hành vi tà dâm được xem là vi phạm khi hoàn tất đủ 4 chi phần và cũng có 3 loại kết quả. 1. Quả khi chín sẽ bị đọa vào 3 quải thấp. Ngay cả dù được tái sanh ở những quải cao sẽ phải bất hòa với vợ hay chồng, vân vân. 2. Quả nổi trội là trong các kiếp sau, những người giúp việc, vợ hay chồng sẽ không hợp ý và biểu lộ nhiều hành động vô ơn. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là khuynh hướng, thói quen xấu khiến con ham thích làm chuyện tà dâm. Tashovyan, nếu con từ bỏ những hành động này và kiềm chế không thực hiện, con sẽ có kết quả ngược lại. Vậy hãy từ bỏ chúng là điều rất quan trọng. Thứ hai là 4 loại hành động bất thiện của khẩu. Nói dối. Tính chất của cái đầu tiên là điều gì không thật mà nói là thật. Khi phân chia có những loại sau. 1. Nói dối không có lợi cũng không hại, như lời nói dối của người già, lão suy. 2. Nói dối thật sự có lợi hoặc gây hại, như nói dối làm lợi cho một người trong lúc gây hại cho người khác. 3. Nói dối mình có phẩm tính siêu phàm, là con tuyên bố mình có tri giác cao cấp trong khi không có. Tashovyan không nên nói những lời thiếu suy nghĩ. Như trước, hành vi nói dối hoàn tất khi đủ 4 chi và cũng có 3 loại quả. 1. Quả khi chín sẽ đọa vào những quải thấp. 2. Quả nổi trội cho dù được tái sanh làm người, tiếng nói của con cũng không có năng lực. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là trong những kiếp tới con sẽ thích thú trong việc nói dối. Tashovyan, nếu con từ bỏ những hành động này, con sẽ đạt được những kết quả nghịch lại. Vậy hãy từ bỏ chúng là điều rất quan trọng. Nói chia rẽ. Tính chất bất thiện thứ hai của khẩu là nói gây chia rẽ, nghĩa là hành động chia rẽ những người bạn tốt. Khi phân chia có những loại sau. 1. Nói chia rẽ công khai bằng cách nói trực tiếp trước mặt người nào đó. 2. Nói chia rẽ gián tiếp bằng cách nói quanh co. 3. Nói chia rẽ riêng tư bằng cách nói riêng với người nào đó. Tashovyan, người không giữ kín được miệng mình sẽ không có hạnh phúc. Cũng đủ 4 chi như trước và cũng có 3 loại quả. 1. Quả khi chín sẽ đọa vào 3 quải thấp. 2. Quả nổi trội là cho dù được tái sanh làm người,
con sẽ có ít bạn bè và hay tranh cãi. Con sẽ luôn có nhiều hối tiếc, bị mọi người ghét, và bất kỳ những gì con nói đều không hiệu quả. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là trong những kiếp tương lai, con sẽ lại thích thú trong việc nói chia rẽ. Tashobyan, nếu con từ bỏ những hành động này, con sẽ đạt được những kết quả nghịch lại. Vậy hãy từ bỏ chúng là điều rất quan trọng. Nói chuyện phím. Tính chất bất thiện thứ ba của khẩu nói chuyện phím là lãng phí thời gian. Khi phân chia có những loại sau: 1. Niệm chú của thầy pháp. 2. Kể chuyện và chơi đố chữ. 3. Đàm luận đùa giỡn. Như trước, bị vi phạm khi đủ 4 chi phần và có 3 loại quả. 1. Quả khi chín sẽ bị đọa vào 3 quả thấp. 2. Quả nổi trội là cho dù được sinh làm người, lời nói của con sẽ vụng về, nói nhiều và không mạch lạc. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là trong những kiếp tương lai, con sẽ lại thích nói chuyện phím. Tashobyan, nếu con từ bỏ những hành động này, con sẽ đạt được những kết quả ngược lại. Vậy đừng thích nói chuyện vô mục đích. Nói lời thô ác. Tính chất bất thiện thứ tư của khẩu nói thô ác là lời nói làm tổn thương người khác. Khi phân chia có những loại sau: 1. Vạch lỗi người khác giữa chỗ đông người. 2. Gián tiếp làm tổn thương người khác. 3. Nói riêng điều gì sẽ làm tổn hại người khác. Tashobyan, ngọn lửa của lời nói thô ác sẽ thiêu đốt trái tim của con và người khác. Vũ khí của lời nói thô ác giết chết sinh lực giải thoát. Như vậy, bị vi phạm khi đủ 4 chi phần và có 3 loại quả. 1. Quả khi chín sẽ bị đọa vào 3 quả thấp. 2. Quả nổi trội là cho dù được tái sanh làm người, bất cứ những gì con nói đều làm người khác khó chịu, và sự xuất hiện của con sẽ luôn làm họ nổi giận. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là con sẽ thích nói những lời thô tục. Tashobyan, nếu con từ bỏ những hành động này, con sẽ đạt được những kết quả ngược lại. Chúng sanh của thời đại đen tối này không có hạnh phúc vì hay nói lời thô ác. Thứ ba, có 3 bất thiện thuộc ý. Tham lam. Tính chất của cái đầu tiên, tham lam là bám luyến vào những gì tốt đẹp. Khi phân chia có những loại sau: 1. Kiềm chế không cho tài sản của mình. 2. Tham muốn tài sản người khác thuộc về mình. 3. Bám luyến những gì tốt đẹp không phải của mình, cũng không phải của người khác. Tashobyan, đừng bám giữ những sở hữu vật chất. Người thực hành giáo pháp mà không hiểu lẽ vô thường thì không hạnh phúc. Hành động này vi phạm khi đủ 4 chi phần và có 3 loại quả. 1. Quả khi chín sẽ bị đọa vào 3 quả thấp. 2. Quả nổi trội là dù tái sanh làm người, con sẽ bị sống nơi dùng không thoải mái, ở đó luôn bị đói khát. 3. Quả tương ứng với nguyên nhân là trong những kiếp tới, con sẽ thích thú sự tham lam. Tashobyan, điều thiết yếu là từ bỏ những hành động này.